Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Việt US 1040. Đây là chương trình Tin Thế Giới của chúng tôi được thực hiện ngày 1 tháng 8 năm 2020. Kính thưa quý vị các bạn, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một số tin tức nóng bỏng liên quan đến tình hình thế giới được tổng hợp như sau. Thứ nhất là cập nhật tình hình COVID-19 toàn cầu tính đến ngày 1 tháng 8 năm 2020. Bản tin thứ hai, Nhật Bản lúng túng trước nguy cơ lây lan COVID-19 từ hoạt động kinh doanh ban đêm tại đất nước này. Bản tin thứ ba, cháy rừng lan nhanh tại châu Âu do nắng nóng lên tới 40 độ. Bản tin thứ tư, Nhật Bản đặt mua đến 120 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19. Bản tin thứ năm, Úc sẽ buộc Facebook, Google trả phí cho các cơ quan báo chí. Bản tin thứ 6, Triều Tiên siết chặt kiểm soát tại các lối vào của thủ đô Bình Nhưỡng. Sau đây là chi tiết của toàn thể các bản tin. Cập nhật COVID-19 toàn cầu ngày 1 tháng 8 năm 2020 tính đến 6 giờ sáng ngày 1 tháng 8. COVID-19 theo số liệu thống kê mới nhất cho thấy thế giới có tổng cộng 17.744.811 người đã nhiễm bệnh. Điều trị khỏi là 11.151.328 người. Số người đã tử vong là 682.192 người. Tình hình cụ thể tại một số quốc gia. Mỹ, số người nhiễm là 4.705.045 trường hợp. Tử vong là 156.742 trường hợp. Tuy nhiên có một số số liệu khác thì lại thống kê rằng tổng số ca nhiễm của Mỹ chỉ có 4.473.974 và số ca tử vong chỉ có 151.499. Tin từ Brazil, tổng số người nhiễm bệnh ở Brazil hiện tại là 2.666.298 trường hợp và số người tử vong là 92.568 trường hợp. Ấn Độ, số người nhiễm là 1.697.054 trường hợp và tử vong là 36.551 trường hợp. Nước Nga, có số người nhiễm bệnh là 839.981 trường hợp và tử vong là 13.963 trường hợp. Nam Phi, số người nhiễm là 493.183 người và 8.005 trường hợp đã tử vong. Mexico, số người nhiễm là 416.179, số người tử vong là 46.000. Anh, số người nhiễm là 303.181 và số người tử vong là 46.119 trường hợp. Đức, số người nhiễm bệnh là 210.665 trường hợp, tử vong là 9.224 trường hợp. Argentina, số người nhiễm là 191.302 và số người tử vong là 3.543. Pháp, số người nhiễm bệnh là 187.919 người và số người tử vong là 30.265 người. Iraq, số người nhiễm bệnh là 124.609 người và số người tử vong là 4.741. Canada, số người nhiễm bệnh là 116.312 người, số người đã tử vong là 8.935 trường hợp. Tin cụ thể về một số nước. Tin từ Nhật Bản, Nhật Bản hiện ghi nhận 1.300 ca mắc COVID-19 mới trong ngày. Số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày tại Nhật đã đạt đỉnh trong hai lần ngày liên tiếp kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại. Tokyo, ổ dịch lớn nhất của Nhật Bản, cũng chứng kiến hơn 200 ca mắc COVID-19 mỗi ngày trong vòng hơn một tuần. Tính đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 33.000 ca nhiễm, trong đó có 1.000 ca tử vong vì COVID-19. Tin từ Trung Quốc, trong số 127 ca mắc mới COVID-19 được công bố tại Trung Quốc trong 24 giờ qua, có tới 123 ca là lây nhiễm cộng đồng. Khu tự trị Di Ngô Nhĩ Tân Cương Trung Quốc là khu vực có số ca lây nhiễm COVID-19 lớn nhất trong cộng đồng với 112 ca mắc mới trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên hơn 600 trường hợp chỉ trong vòng hơn 2 tuần qua. Tính đến sáng 31 tháng 7, Trung Quốc đã có 84.000 người bị lây nhiễm bệnh và trong đó có 4.600 trường hợp đã tử vong. Tin từ Việt Nam, Đà Nẵng của Việt Nam đã trở thành ổ dịch COVID-19 trong 4 ngày qua từ ngày 25 đến 28,
Riêng Đà Nẵng đã ghi nhận 18 ca nhiễm, Quảng Nam 3 ca và Quảng Ngãi 1 ca. Các ca của Quảng Ngãi, Quảng Nam đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng. Trong tổng số 22 ca nhiễm mới trong cộng đồng cho tới nay, ít nhất 2 ca được mô tả là trong tình trạng nặng và thở máy. Du khách sẽ không được vào Đà Nẵng trong vòng 14 ngày tới và có tới 80.000 người, đa phần là khách tham gia nội địa, đang được đưa ra khỏi thành phố ven biển ở miền Trung vốn nổi tiếng với khách du lịch cả nước và khách du lịch quốc tế. Tính đến sáng ngày 1 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam công bố 12 ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam, trong số này có nhiều ca là F1. Tin đặc biệt từ Nhật Bản. Nhật Bản lúng túng trước nguy cơ lây lan COVID-19 từ hoạt động kinh doanh ban đêm, một thực trạng rất đáng lo ngại tại Nhật khi kể từ ngày đầu tháng 7, thủ đô Tokyo và toàn nước Nhật Bản liên tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng nhanh kỷ lục. Ngày 31 tháng 7, Nhật Bản xác định thêm 1.307 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp có số ca mắc mới kỷ lục với đà tăng lan rộng các thành thị trên toàn quốc. Vì sao vậy? Mọi nghi vấn đổ dồn vào môi trường hoạt động kinh doanh tại các câu lạc bộ đêm, các quán bar, các quán karaoke, nhà hàng, quán nhậu là nơi lây nhiễm chéo COVID-19 đã và đang xảy ra. Người Nhật lại có thói quen tụ tập ăn uống vào ban đêm, đích đến của họ là những nhà hàng quán rượu kinh doanh muộn. Theo tờ báo Mainichi của Nhật Bản, thì người Nhật trong bình trong ngày dành khoảng 100 giờ để làm việc mỗi tuần, tức là trung bình mỗi ngày họ làm ít nhất 14 giờ. Vì vậy, sau giờ làm việc, người Nhật hay có thói quen tụ tập ăn uống tại các điểm kinh doanh ban đêm. Vì thế hiện nay chính quyền thủ đô Tokyo, Nhật Bản đang xem xét các biện pháp yêu cầu các cơ sở ăn uống giải trí rút ngắn thời gian kinh doanh nhằm ngăn COVID-19 bùng phát trở lại. Với sự việc nghiêm trọng đến mức, theo tờ Người Bảo vệ của Anh, chính quyền Tokyo đã trả 500.000 yên, tức khoảng 4.670 đô cho các câu lạc bộ đêm và các cơ sở tương tự để họ ngừng kinh doanh từ 10 ngày trở lên. Chủ nhà hàng, tiếp viên hay bất cứ người lao động nào làm việc ở những khu họp đêm này sẽ được nhận khoản trợ cấp lên tới 100.000 yên để nghỉ làm và tự cách ly. Mặt khác, nhằm kiểm soát chặt mối nguy này, kể từ ngày 3 cho đến ngày 31 tháng 8, các cửa hàng ăn uống có bán bia, rượu, quán karaoke trên toàn Tokyo sẽ được yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đến 10 giờ tối. Các cửa hàng đáp ứng yêu cầu của thành phố sẽ được hỗ trợ khoản tiền 200.000 yên, tức là khoảng 1.900 đô để bù lại khoản doanh thu sụt giảm. Bản tin thứ ba, cháy rừng lan nhanh tại châu Âu do nắng nóng lên tới 40 độ. Nhiệt độ tăng cao và nắng nóng lan rộng tại các thành phố châu Âu có nơi lên tới 40 độ C. Tại Tây Ban Nha, cơ quan khí tượng ở nước này cho biết không khí nóng đến từ châu Phi sẽ còn kéo dài đến ngày mai và người dân được khuyến cáo phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, dù thời tiết nắng nóng gây rất nhiều khó chịu. Thành phố Sevilla phía nam Tây Ban Nha là một trong những nơi bị ảnh hưởng mạnh nhất với đợt nắng nóng này, nhiệt độ lên tới 44 độ C. Trong khi đó, tại Ý, chính quyền đã ban bố cảnh báo nắng nóng tại 10 thành phố trên toàn quốc kéo dài đến ngày 30, từ 30 tháng 7 tới 2 tháng 8, với nhiệt độ có thể lên hơn 40 độ C. Nhiệt độ đo được ngày hôm qua tại thành phố Rome, Ý là 39 độ C. Người dân được khuyến cáo nên ở nhà vào những thời điểm nóng nhất trong ngày. Nắng nóng có thể gây sốc và chóng phòng vệ, nhưng đáng ngại nhất là nó gây ra những vụ cháy rừng như tại Ý. Đám cháy rừng lớn tại công viên quốc gia Gran Sasso và Monte della Laga, vùng Abruzzo, miền Trung Ý, bắt đầu từ 30 tháng 7 đã thiêu rụi hơn 200 hectare rừng. Mặt khác, để đề phòng tránh nắng nóng, các cơ quan thời tiết tại nhiều quốc gia, chẳng hạn như Thụy Sĩ, đã khuyên mọi người nên uống nước nhiều, ăn các món ăn mát để tăng sức đề kháng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn ra phức tạp. Đó là chưa tới kể tới việc những con đường bị tắc nghẽn do tình trạng đổ xe tự ý, bờ biển chật kín người, cấm chạy qua đêm bất hợp pháp là thực trạng trong những ngày qua trong điều kiện nắng nóng lan rộng tại các quốc gia châu Âu. Bản tin đặc biệt thứ tư về tình hình thế giới, Nhật Bản đã đặt mua tới 120 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19. Nhật Bản được cho là đã ký thỏa thuận với tập đoàn dược phẩm BioNTech của Mỹ để đặt mua 120 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19. Đây là vaccine do tập đoàn BioNTech và hãng dược phẩm hàng đầu của Mỹ là Pfizer phối hợp phát triển.
Lô vaccine đầu tiên dự kiến sẽ bàn giao cho Nhật vào nửa đầu năm 2021. Theo thông tin chung thì BioNTech và Pfizer mới đây đã quyết định đẩy nhanh thử nghiệm với những mẫu vaccine tiềm năng nhất, được biết đến với tên là BNT162B2. Đầu tuần này, hai công ty đã tuyên bố bắt đầu thử nghiệm vaccine trên quy mô lớn với sự tham gia của 30.000 tình nguyện viên khỏe mạnh. Một khi thu được những kết quả thành công và được cấp phép, Pfizer và BioNTech hy vọng sẽ sản xuất tối đa 100 triệu liều vaccine vào cuối năm 2020 và tiềm năng sản xuất hơn 1.3 tỷ liều vaccine vào cuối năm 2021. Bản tin đặc biệt thứ năm, Úc sẽ buộc Facebook và Google trả phí cho các cơ quan báo chí. Úc sẽ buộc Facebook, Alphabet, công ty mẹ của Google, phải trả phí cho các cơ quan báo chí nước này khi hiển thị các nội dung về tin tức. Thông tin này được Bộ trưởng Ngân khố Australia công bố. Ông này cho biết bộ quy định sẽ luật hóa trong năm nay trong nỗ lực đảm bảo khả năng tồn tại của cơ quan báo chí tại quốc gia này. Đây có lẽ lần đầu tiên một quốc gia trên thế giới bắt các nền tảng công nghệ trả phí cho báo chí. Mới đây, chính phủ Úc tuyên bố nếu trong 45 ngày nữa mà Google, Facebook vẫn không đạt được thỏa thuận với các cơ quan báo chí của Úc, cơ quan truyền thông và báo chí của Úc sẽ thay mặt chính phủ đặt ra những quy định có hiệu lực pháp lý về vấn đề này. Sau khi có công bố của chính phủ Úc, Google lên tiếng cho rằng chính phủ Úc đã không tính đến chuyện hàng tỷ cú nhấp chuột mà các trang tìm kiếm lớn nhất thế giới này đã chuyển tới các website của báo chí Úc hàng năm. Bản tin đặc biệt thứ 6, Triều Tiên siết chặt kiểm soát các lối vào tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ngày 31 tháng 7, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà chức trách nước này đang tăng cường các nỗ lực phòng chống Covid-19 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Một đài phát thanh nhà nước cũng đưa tin, khoảng 40 trạm kiểm soát mới được dựng lên tại thủ đô Bình Nhưỡng, đồng thời cho rằng các biện pháp cần thiết đã được chuẩn bị để giám sát các xe buýt và hành khách ra vào thủ đô. Động thái này được cho nhằm đề phòng Covid-19 lây lan vào thủ đô Bình Nhưỡng. Trước đó, ngày 30 tháng 4, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KNA đưa tin Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Ri Yong-hae đã thị sát thành phố Kyushu, kiểm tra các biện pháp phòng chống Covid-19 theo KCNA. Ông này nhấn mạnh phải thực hiện chặt chẽ các biện pháp kiểm dịch khử trùng, đồng thời cung cấp đầy đủ thực phẩm thuốc men cho người dân tại khu vực bị phong tỏa. Được biết rằng hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 26 tháng 7 đưa tin Bình Nhưỡng đã thông báo về ca nghi nhiễm virus COVID-19 đầu tiên. Kính thưa quý vị, bản tin cuối cùng về việc Triều Tiên siết chặt kiểm soát các lối ra vào tại thủ đô Bình Nhưỡng đã kết thúc chương trình Tin Thế Giới của chúng tôi ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy các video của chúng tôi là hữu ích, xin mời quý vị dành chút thời gian đăng ký, like, share để ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.